giờ mình về mà thấy mặt à mới được. Trời ơi, nói mà nói không mà không thấy mặt gì hết. Nói không coi ruộng của tôi luôn. Bà nói là thấy mặt người con là được, thằng con là được. Dập bà cái con à, tiền bạc gì vậy, quà khục gì gì á mà không thấy mặt con. Bây giờ quà ra làm gì? Trời ơi, nó giống à? Chạy. Bà làm cái gì? Có nào làm gì không? Mình thấy mặt con mình thôi. Hôm nay em ghé thăm sư cô nè quý vị nha. Bên thầy Thích Tâm Phúc nè. Xa xa là có một số Phật tử đến thăm sư cô quý vị. Ba chỉ cần nói ba biết. Không có tụi con bỏ lãnh rồi tôi. Không hết. Không hết. Đọc lại đi, đọc lại đi. 0933165. 966. Ai ra không? Lăng nói không mà không thấy cái gì. Không thấy không. Về rồi mới tin tưởng. Giờ về mới tin tưởng, gặp thề mà về mới tin tưởng. Ủa sao kỳ vậy ta? Có nhiều người nói là lo luật sư cho thầy mà sao bây giờ chuyện tùm lum tà la vậy? Nhưng nào về mừng cái ai rồi à. Về mà sư cô không biết gì hết mà sư cô còn lăn tay làm gì? Con nói con gái lên. Biết. Ví dụ. Bảo thầy về mới lăn tay. Đúng rồi. Bảo vậy, bao đá cũng không biết, chờ chưa không chờ cơ biểu quay giờ biểu biểu. À, đăng tay lầy gì cái khổ khổ thôi ơi. Mệt quá, không hả? Không mềm nữa, không mềm biết nữa. Hôm qua nó đến. Mệt lắm. Hôm qua có người đến lăng tay bà hả? Người nhà là phát hiện nhưng mà chạy tới là xong rồi nó lấy cái nó biến buồn rồi. Trời ơi. Chưa, dạ. Bà biết cái người đó là ai không bà? Hả? Bà biết người hôm qua lăng tay bà là ai không? Tôi nhớ bật thằng đó đó, nhớ bật cái thằng đó đó, chứ không dạ. Nhớ nhưng mà con nói với bà làm sao mà bà lại lăn tay cho nó đi mất dòng vô nói là được hư giờ bà làm tay cho thầy ra rồi về mình biết tình thiệt à, nó nói là nó lăn tay bà nó lấy là bà nó lăn vậy nó rồi bà được nhưng mà nói không có khi là luật sư cũng thì cũng có giúp đỡ thầy đó nó đi về mình cứ lấy cái này để mình làm xấu là cái gì á. Những cái trường hợp mà lỡ tại các Phật tử ghé thăm sư cô nè. Là mập lắm. Mập lắm hả? Ừ. Mập hơn con không? Ông nó mập không? Ông nó mập. Mập. Mập đi nha. Bụng bự hả? Cũng lớn à, đến tuổi rồi à. Vậy hả? Cũng lớn à, 60 năm mấy rồi à. Ồ, vậy là sư cô nói ngày hôm qua có ông chú là mập mập tính vân tay. Nó là luật sư để bảo vệ thầy hả? Vâng. Kêu lăn tay. Trời ơi. Nhưng mà chị nghĩ lăng tay là phải có ở trên chính quyền hoặc là có người xứng không tại vì bà không biết chữ không có ký được nên là lăng tay á. Chắc lăng tay là ủy quyền làm luật sư hay gì vậy bà? Chứ lăng tay một mình bà trong khi bà lẫn chứ bà nghe không có khi nào luật sư thiệt đó. Cũng có nhiều trường hợp gọi cho em để muốn là gặp người nhà của sư cô để làm bảo vệ cho thầy để thầy tội nhẹ nhất có thể. Nhưng mà em đâu có biết số điện thoại của em thầy tùm lum tà la đâu. Cái giọng của em ai cũng biết luôn á. Bà có một mạnh thường quân định mua cho bà cái máy trợ thính á, bà biết đeo không? Mệt quá. Trời ơi, người ta mua cho mà dữ quá. Giống y cái tên của thầy. Người ta mua cho mà nó mệt quá. Mà đeo có đeo không? Có đeo được không mới mua? Để cho tiền mới được thôi hả? Cho tiền muốn mua mua hả? Ai cho tiền này băng lên này cũng nói rồi. Đăng lên người ta biết không? Người ta nói có ai chặn sao? Cho tiền là cháu ai rồi già rồi không có quay nữa. Biết đúng không? Cho tiền sao mà biết? Mày băng như mấy người đó. Con người tốt, con người tốt. Người đây á là tiền quay thầy hồi trước. Bà biết sao bà biết mà nói. Trời nó ngồi vậy. Trời giờ ta toàn lá liếc của con không đó. À quý vị. Quý vị ơi, nãy giờ em lên chùa thì được biết là ngày hôm qua có một anh nào mập mập to con tới nhờ thầy trên nhờ sư cô lăn tay để viết cái gì đó. Chắc là luật sư. Em nghĩ chắc cũng luật sư thiệt á giúp đó. Trời ơi, bà lẳng mẹ còn không nghe gì hết trơn á. Sư cô nhớ sư thầy không? Không có nghe đâu. Sư cô nhớ sư thầy không? Tao là nhớ đâu nhớ giờ chăm về à. Giờ nói thì nói. Cứ về. Thấy dài rồi, chị trên xe em có hoài một cây chả lụa, chị lái cho một đòn thôi nha, để cho sư cô còn đòn kia cho chị. Quý mà, thấy vậy hả? Hôm nay có Phật tử ghé ghé thuốc ho này có chị kia tặng bà nè. Thuốc ho
Ờ, biết rồi, có thuốc ho này mượn đây nữa, thuốc ho liều đây à, nữa. Thuốc ho nè. Mình xuống thuốc ho quá, bên này đem thuốc nó cho uống nè. Mình về rồi, mình hoan hỷ từ bi hãy xả đi. Đừng có xả xả con quá trời à. Thuốc con chia sẵn rồi. Tự nhiên không biết người ta là ai mà đi vô lăng tay. Đúng rồi. Trời đất ơi. Đừng nói cái quay nói rồi đó mà. Rồi không thấy mặt về. Con là người tốt hay người xấu? Không, đúng rồi. Ba tặng bà cha lộ nàng đi. Tặng cha mệt. Mệt rồi. Khỏe mới đợi thầy về mệt vậy. Từ nào thấy về à, thấy về à, thấy mặt à. Giờ không có họ nói này nói kia rùm đùm ra rồi có buộc con phải mặt. Ê bà, bữa nào nói chị có dám mời đi thăm thầy con đây với. Con này dắt dắt thầy về. Không có nói nhiều. Chả là chắc nghe không? Nói nhiều quay nhiều vậy, ngon rồi dắt thầy về. À quý vị ơi, thì bữa giờ em được biết rất là nhiều luật sư liên hệ với em luôn, hỏi là có thông tin người nhà của sư cô không, để người ta làm việc, người ta sẵn sàng giúp đỡ miễn phí không tốn tiền luôn. Mà em đâu có số điện thoại của em của thầy đâu. Em tới đây này, bà này, có một chú đây là em của bà đúng không? Chú bên này này. Đúng rồi. Em của bà đó, thì bắt đầu mình hỏi về người nhà, người thân của bà. Để nghe nghe, em luật sư không xem. Không có. Tại vì người ta muốn giúp thầy là bảo vệ để cho gọi là nhẹ tội nhất có thể thôi. Ví dụ như giả sử 7 năm thì còn 5 năm hay 4 năm gì đó. Thì ví dụ như em hỏi luật sư là cần cái gì thì em có thể là đứng giữa trung tâm em. Dạ, tại vì nhiều người cũng gọi em á, muốn giúp thầy, thấy sư cô tội quá. Em kết nối giúp. Dạ. Đây là mấy anh chị là ở đâu? Gò Vấp luôn hả? À, hai mẹ con hả? Bà ơi, con là người tốt, người xấu. Bà mơ bà nào quá trời luôn. Bà đang buồn từ sáng giờ cái vụ lăn tay á. Không, em nghĩ lăn tay chắc trường hợp bữa luật sư mà chắc cũng tốt chứ không có xấu đâu. Tại có nhiều người gọi cho em, hy vọng là như vậy. Bà yên tâm đây, có con làm cầu nói con sẽ giúp sức cho bà. Dạ. Yên tâm đi. Dạ. Nói gì nói. Con cũng nhớ thầy, để dài dài nồi bánh tét nữa con gặp thầy. Ngon, ngày mai ngày mốt thấy về. Trời ơi, nghĩ sao ngày mai mốt đưa thầy về. Sao không có vàng, có vàng thiệt đeo mình đi vàng giả vậy trời. Nó hoài. Nó hoài nhớ đau. Hồi bữa giờ có ngày nào cũng đang ngóng thầy hả bà? Bữa giờ bà có thấy thầy không? Mơ thấy thầy về không? Bà có không nghe luôn trời ơi. Không biết có gì làm cái đầu khổ nổi. Sư cô thương thầy nhiều không? Thầy bảo thương cô gái vậy. Với cha mẹ có không? Thương không? Ủa, sao lúc trước thầy la sư cô quá trời luôn? Không, thầy đừng có hỏi. Con mà không thương mẹ, con mà không thương mẹ. Thôi đừng có xấu. Em mới đâu không mặc cái một cái áo mặc hoài vậy? Có mua quá trời áo luôn mà sao bận cái áo này hoài vậy? Có, thiếu gì có. Nhưng mà dơ rồi, cái dơ cái này. Mình mặc cái khác, giặt. Giặt bằng... Nên là quý xung quanh chùa của sư phụ nè. Đó, bằng cấp sư phụ quá trời luôn. Vậy là con, để con nói chị đó là bà không cần tai nghe trợ thính. Có tiền thì cho bà. Bà vui rồi, bà chỉ thích tiền thôi. Mệt quá, thấy mặt hả con à. Không nghe luôn, quý vị, bà không nghe. Bà nói là thấy mặt người con là được, thằng con là được. Giặt bà con à, tiền bạc gì tệt quà khục gì gì à. Mà không thấy mặt con rồi bây giờ quà cho anh gì đó, trời ơi nó giống à chị, quà làm gì, làm gì không mình thấy mặt con rồi đó má chị, nó nói cái nết y chang thầy luôn. Bà nói là chỉ cần thấy mặt con thôi chính xác không cần thấy mặt con. Vậy sao bà không nói là về thôi à? Vậy lo về đó. Nói nhẹ nhẹ còn được sao mà vậy lo về đi. Vậy có tiền hết lo ai về.
Bây giờ ở nhà bà cô đây khỏi lo. Bà cô lo. Để sư cô lo uống thuốc đi cho nó khỏe nè. Để đó đi. Chị đã mua cho sư cô thuốc nữa nè, nó ho quá trời luôn à. Không lấy còn lấy về còn uống á, còn đang ho nè. Bằng cái miệng không à. Bà đâu nghe đâu. Bởi vậy cứ gần là thấy rồi. Nói chung chắc sư cô cũng yên tâm đi, con nghĩ luật sư đó chắc cũng tốt á. Tại vì sư cô kiếm được á, nên lăn tay á, để làm pháp lý á, bảo vệ cho thầy, bào chữa cho thầy nhẹ tội nhất có thể và sớm về với sư cô. Về với sư bà chứ, em nói sư cô nhiều người nói quá trời luôn, nói sư bà, lão bà. Nó có không? Có, thiệt, bà tin con thề đi. Thề đi. Con nói người đó thề, chứ giờ con chỉ là người được biết tin vậy thôi, mà tự nhiên con thề. Nói giờ mình về mà thấy mặt à, mới được. Nói mà, nói không mà, không thấy mặt vậy. Nói không, coi cũng không nói luôn. Có, con nghĩ là luật sư đó hy vọng là mình sẽ hy vọng là người ta tốt đi. Bây giờ mà sư cô lỡ lăn tay rồi biết sao. Mà sư cô nói không thấy mặt nào. À, nhớ thầy đó. Nói chung là mẹ nào cũng thương con, dù con lớn cỡ nào mẹ cũng luôn luôn thương con. Mà sao cái mặt sư cô nó bị đỏ đỏ vậy, mũi cắn người ta. Mũi cắn hay sao nó ngứa mặt lên nè bà. Chị nói không, mũi cắn nha, mũi không à. Đó nè quý vị, tấm mạc đã che rồi nè, che hết là cho đỡ là mưa gió sư cô không có bị trượt chân té. Ồ, làm hết luôn hả? Ở trong luôn, bữa chị với lại biết được chị. Ủa, con của bà là chị Thanh hay là chị nào? Có ai tên Thanh không? Tên Thanh á, có ai tên Thanh không? Tên Thanh, nhớt mình Thanh, thì có ai đâu đi. Tên Thanh. Em thầy tên Thanh hả? À? Em ruột, em gái của thầy tên Thanh hả? À? Con bà á? Phải. Ủa, tên không? Thanh. Chứ ai tên Thanh ta? Lên thầy, nó tên Thanh thầy. À, lên thăm thầy. Chứ đâu có Thanh gì. Vậy con gái bà tên gì? Tên bé Hiền. Ở sau lưng đó hả? Bé Hiền hả? Đây là sao rồi? Bé Bi. Bé Bi, bé Hiền. À, bé Bi, bé Hiền. Tên thiệt á. Thanh, Thanh nào? Tên thiệt. Tên Thanh nào? Tên thiệt trong khai sinh á. Tên thiệt khai sinh có phải tên Thanh không? Cái tiếng Bình Định con là không phải Thanh đâu. Tên Thanh. Thanh á. Không, không biết. Đâu. Vậy con gái bà ở sau lưng nhà bà tên gì? Tên bé Hiền. Bé Hiền. Tên bé Bi. Rồi rút cuộc tên Bi tên Hiền. Tên bé Bi. Tên Bi ở nhà hả nhà? Tên thiệt á hả? Tên Bi. Tên thiệt. Tên lần này. Tên bé Bi. Tên Hạnh. Hạnh. À tên Hạnh. Hiền với Hạnh. Còn bé Hạnh. Tên ở nhà. Còn con bé Hiền á, tên tên bé Hiền. À. Hiền Hạnh. Tên bé Hiền. Hai gái con trai. Con trai đích tôn của bạn á. Không biết cái gì đó hỏi. Chị Hiền với chị Hạnh. Hạnh Phúc Hiền. À, Hạnh Phúc Hiền đúng rồi đó, tên hay vậy ta. Hạnh là chị Đào, không thầy là Phúc, đâu chị Hiền. Hạnh Phúc Hiền. Là tổng cộng bà có ba người con hả? Ừ. Ba hai đứa con. Hai gái con trai. Hai trai đó. Có chị con gái sau lưng nhà luôn hả? Đó, đây là tên bé Bi. Tên bé Hiền. Bé Bi là bé Hiền đó. Tên kia bé Hiền. Chị Hạnh. Bé Bi là Hạnh. Bé Bi là Hạnh. Rút cuộc bé nhỏ này Hạnh hay Hiền? Hạnh. 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 Hiền kia. Hiền Phúc Hạnh hả? Nhỏ con cho chị ha. Trưa giờ bạn ăn cơm chưa? Rồi, ăn rồi. Ai nấu cho ăn? Ăn sáng tới giờ. Lũ nó mua bánh canh đây xuống. Chưa chứ ba. Con. Phật tử mua hay là con gái mua? Nó mua sáng nó đem xuống. Còn gái lớn, gái lớn mua. Nhận đi làm. Đây, che bạc cho đỡ mưa gió nè. Nếu như mưa bự sao nó chịu nổi ta? Tấm bạc ta mưa bự sao? Ừ, chịu nổi. Như cái thằng này cũng tốt. Rồi thằng kia lấy xấu. Đúng. Rồi nó bay vô. Rồi cái thằng kia cũng nghe đầu. Nghe đầu thằng xấu. Thì. Đây tốt rồi sao? Quay thôi. Xấu, chốt xấu chị. Vô mình. Nói chung là đừng có mở cửa nhiều đàn ông này. Đừng có vô là được. Biết vô được. Mai bị sao vô được bà. Không, nghe tiếng bà biết mà. Đâu người khác là bà. Nó lên đi quay à.
lên hay la gì đó. Nó hay la. Mình nói mình nói chọc phải la. Chọc phải la thôi đó. Chọc. Trời ơi. Bà biết còn chọc mà. Bà biết khẻ luôn hả? Lên đi quay à, thằng quay. Nó người bắt mà. Con người Trung với người Bắc đâu? Bình Định mà, miền Trung. Mày người Trung mà người nào? Miền Trung. Bình Định á. Người Bắc à. Bình Định. Cái tiếng này tiếng Bắc đâu ra? Tiếng khó nghe á. Tiếng khó nghe là người Bắc. Bà là người Bắc. Giúp đỡ cho thầy, cho thầy về. Dạ. Thấy mặt thầy về mới cho tin tưởng. Dạ. Nhờ luật sư giúp cho thầy. Dạ. Vậy là bà còn muốn nhờ luật sư giúp đỡ đúng không? Thầy cho thầy về. Nói dạ. Tên ra nha con. Dạ. Tên ta về thầy về đó. Vậy là sư cô với là gia đình là muốn thuê luật sư đúng không? Hả? Cần luật sư đúng không? Cần luật sư đúng không? Đó, sư cô nói cần rõ ràng đó quý vị nha. Em luật sư là tử lên cho thầy về chứ. Dạ. Nó thường thầm tư về cảm ơn cảm chư. Dạ. Cho thầy về cảm ơn nha. Dạ. Đúng. Dạ.